Nên toàn là chào mọi người nhá. Ngày sáng đến làm một cái mấy bát tiết canh này. Hôm nay chú Xuân chú đang thể hiện. Đấy, ông đang ngồi xem. Đấy là ông là chào nhà đấy. Nói chung là cái món tiết canh này thì là gia đình mình là ai ăn được các bạn. Đấy. Ăn nó mát. Răng kém luôn. Sụn này ông đã ăn được hết mà. Đồng ý thịt thì ăn được hết. Răng ông tốt. Ông này tí mình trần qua này. Mà. Ông sống lòng này tí mình trần qua. Dạ dạ. Mới hơi. Đây là tiết. Chứ không một cái hơi hôm nay thôi. Còn nhiều bố. À rất đẹp các bạn ạ. Cái vườn hoa hồng này rất là đẹp. Mình chia ra làm 6 bát rồi. Màn khung chiếu võng. Trần nóng hổi ăn nó mới ngon nhỉ. Nóng hổi ăn ngon. Quá trời. Dẫn đấy, đấy, nó quá chuẩn đét, cầm lên được chuẩn đấy. Mái tiết. Chà, ở đây cái chỗ tiết này phải dài bát nữa. Đánh xong rồi rời tay cái đồng ngay nhé. Tiết chuẩn. Thoải mái tiết. Đẹp. Vậy là ngon lành rồi đấy. Nóng nở ác đấy nhỉ. Dạ. Đấy, đấy, chú nào cái kiểu này hay đấy. Cứ bổ ra. Bổ đôi ra. Đấy, bổ đôi ra xong cho vào nhúng nước nóng. Vẫn còn vội đấy. Ừ. Nếu mà thay ngắn nữa còn nữa. Rồi là mời mọi người cái nào. Càng cái nhỉ. Càng cái. Mời mọi người nhá. Mọi người cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. À. Ông nhấm đi. Ngon đấy. Thằng nớ nó rồi. Thằng nớ nó đâu mất rồi. Ngon quá. Ngon quá. Nhỉ, đồng luôn nhỉ. Rồi mình cứ làm cái dạ dày. Đấy. Nó giải mà ăn ngon, gan thái mỏng. Đúng bài. Cái đầu lợn thủ cái sữa chua của chú đâu
rồi nhớ phần chú là được rồi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà uống bia. Đây sang đến là anh em thế thôi chứ các bạn ạ, nó đơn giản thôi, là bát tiết ăn nó mát thế thôi. Này mùa hè nóng lôi, hôm nay nó phải đến 40 độ nhỉ? 40 độ này. Đấy, làm bát tiết canh cho nó mát thế thôi. Ăn bánh rồi à? Ngon không ạ? Nóng ngon lắm. Uống mời không? Nóng trần kỹ này, ngon. Nóng già, nóng, nóng hổi. Có chanh không? Có chanh hả? Chanh rồi, vừa chanh rồi. Phá chưa? Cái chanh ngon quá. Chưa phá, phá trước đi. Đồng chú Xuân đó anh chuẩn đét nhỉ. Ừ, đồng câu. Ơ tại đồng câu. Ông ơi cháu mở lái trước, ngon. Đồng quá. À, mùi mùi ớt à? Quên cả ớt. Quên cả ớt. Quên cả ớt. Ngon quá. Em ăn thêm cái này là có ớt. Có ớt đúng không? Đúng rồi. Thơm. Đấy, ông phá luôn, ngon mát, được không? Giòn rụn sụn giòn tan nhỉ? Bạn này vào 2 miếng hết à? 4, sao bánh bắt ô tô vào? Này vào 2 miếng hết. Ô tô. Ngon, giòn giòn tan, quá đỉnh. Chưa cùng cộng. Ăn rồi gọi miệng nhai tai nghe. Giòn cái cọc nhảy. Bà thế cành. Bà thế cành. Xìa ra. Cháu ăn là bà. Xong bát. Chuẩn nét. Ớt. Ớt cho vào. Nhưng mà nó mới là quen ớt rồi. Ớt mà nó tê, tê cay. Nhà được cái là cây có. Ăn bao nhiêu rồi, ra dứt. Ớt chín cây ăn ngon. Nó tươi, tươi xanh, xanh tươi. Giòn khặc luôn đấy. Miệng nhai tay nghe. Ngon. Có thể đi cao. Bán nữa. Ừ, chủ quyền, chủ quyền là bán nữa. Bán nữa. Hết ngọt quá. Bánh đồng. Cứ toàn ăn đi thôi. Mời cả nhà. Ngon quá. Và này cũng hai đũa là hết một bát. Hai đũa hết bát nhỉ, chú ăn chục bát nhỉ. Con nào đánh chục bát nhỉ, ăn thoải mái. Ăn cho thoải mái. Ông ăn này tèn bu phải mấy bát? Từng này thôi ăn. Thế ông ăn chỉ vậy thôi nhỉ. Thanh niên ăn như khỏe được. Đấy. Quên rồi bắt chạy. Quên mà chành. Hết bố một bát rồi. Hết một bát này, quên. Mất chành. Hạ một tí cho nó. Đấy, đầu chuồn. Hết buồn. Chị Xuân rất đẹp không? Chỗ nằm... Hết. Hai gắp nó hết. Rồi, chúc quyền hạ ba bát. Ăn tẹt bô thì không biết thế nào được.
Vô cùng. Ừ, vô cùng nhỉ. Ngon. Ăn no thôi. Ăn no thôi. Cái này nó mát, ăn nó mát. Mình ăn được nó cảm thấy nó ngon, hấp dẫn. Ông ăn tiết canh đo bằng sải tay chưa? Không phải nước bát. Nói ông phở ăn, ông ăn cũng tốt. Tốt. Tính một sải tay luôn. Các ông nhà mình là ông nào ăn tốt? Ông nào ăn tốt như riêng ông phở ông ăn. Nhưng mà không biết ông Tắc có ăn được không nhỉ? Ông Tắc chưa thấy ăn. Tắc không ăn mấy à? Không ăn mấy à? Ngon đấy. Đấy, sáng đến thì mấy ông con đấy thôi làm bát tiết các bạn ạ. Nó đơn giản. Ăn xong là nghỉ ngơi. Có việc gì làm, không có việc thì nghỉ ngơi thế thôi. Đấy, sáng vậy rồi, đến ngày rảnh rỗi là như vậy. Còn ăn xong là rút điều hòa, nóng nồi này. Còn những ngày bận rộn thì công việc thì mỗi người mỗi việc các bạn ạ. Đấy. Ngon lắm. Chiến đi. Chiến rồi, cứ chiến tự nhiên. Ăn mạnh rồi. Ăn mạnh lên cho bù bù cái ngày lắng nôi. Bù ngày lắng nôi đúng không? Lắng nôi nhồng nhằn. Trăm bây giờ có 300. Cái thứ nhất thứ hai sang năm nay dân sử dụng điều hòa quá nhiều. Quá nhiều. Chảnh. Năm kia bọn cháu bên hết nó phải thay máy khác đấy. Bình quân thì dân nó kêu nhiều anh chưa? Bình quân mỗi nhà một chiếc à. Đêm hôm là dân nó kêu nhiều lắm. Thế nào rồi sang năm ngoái là mới thay cái máy mới. Mời mọi người nhá, ngon tuyệt vời luôn. Ngon. Thế bây giờ nhà Trần này trẻ con nó xuống là 3 kg hết, còn cắt cái là khóc. Vâng, chả qua mê mà không có điện thì không thể được. Không có. Không nhiều. Sáng em ăn nhiều. Ừ. Ăn vào mấy những nào nào. Ăn ăn chung đâu. Ăn chung thoải mái, anh em mình cứ ăn chung thoải mái. Covid nó có nây được ngày đâu. Nây rồi. Không sợ. Ở mình không có như thế. Không phải cơ bản cái cơ địa hết. Dạ. Không khỏe. Bây giờ như ông đang rồi ông thì là ông đứt đầu tiên lên chi đâu. Đúng rồi. Đấy. Cơ được ăn ngon cũng xem thách ở cái cơ địa. Tức là cái con vi trùng nó vào người mình, con vi trùng trong cho ăn ớt khỏe đấy. Cày ớt cày ớt cây nhà cày thế chú ăn gọi. Cơ địa. Bây giờ không? Làm miếng ngon đây, tân sụn mời mọi người nhá. Lấy một quạt cái quạt nhưng mà dưới nó thúc một mũi rồi mẹ được con không hết. Thôi video của Lê Toàn có thời lượng các bạn ạ, mình xin dừng video đây, hẹn mọi người sang video tiếp theo nhớ đăng ký Lê Toàn để mình ra video tốt nhất. Xin chào các nhà yêu nhá. Chào nhà nhá. Đấy, ông chào mọi người. Thank you mọi người rất nhiều.